Những con ngao to tầm khoảng độ 6-70 con ấy là con bố bố ngao mẹ. Người ta tuyển chọn, người ta nhân tạo, người ta bắt nó phải đẻ ra trứng. Này là mua về, cái chú mua về là cái loài là to nhất là 1 vạn con đây này. Vạn con nó bằng cái đầu tăm một đấy. Có người ta nuôi đến 100 vạn ấy. Mười tháng thì như thế này. Còn nếu mà nuôi thành ngao thịt nữa, thì thành ngao thương phẩm đấy, tầm khoảng độ 20 tháng nữa, là 30 tháng thì mới đạt tiêu chuẩn như vậy, khoảng độ 70 con. Nắng mưa nó đều lớn tất, nhưng nó lớn chậm hay lớn nhanh thôi, nó tùy thuộc theo cái môi trường. Những cái tháng này là cái tháng nó mát mẻ, nước mưa nó nhiều này, con phù du nó nắm, nó thoát thức ăn thì nó lớn nhanh. Trước đây khi môi trường nó còn tốt thì mình ít phải cải tạo, nhưng giờ môi trường nó kém nó phải cải tạo nhiều. Cát nó phải chở về đây bơm vào đây, cày sới nó lên, đúng như làm nông nghiệp ấy. Rồi đầu mới thải con này vào xuống. Nếu mà bùn đắng nhiều thì nó đi nhiều. Nó có cát thì cái ma sát của nó có, nó ít đi. Cái cát này bản thân ở đây là không có đâu, nhưng một cái ô này này hơn 400 cái cát rồi đấy. Nó có lợi nhuận của nó thì cao, nhưng mà nó này may rủi nó cũng lớn. Có trường hợp mà bão mà nước mà nó vừa cái tầm nước như thế này đấy, thì tất cả nó xô giạt đấy, nó cứ bằng miệng này, rồi nó đổ hết ra sông, nó ngòi hết. Trước đây là thu hoạch là nó chưa có công nghệ đánh bắt bằng máy. Thì lúc nào cũng nhiều người, người ta mỗi người một cái cuốc, một cái rổ như thế này. Người ta thu hoạch thì nó vui lắm. Một cái ô nếu thu hoạch thì khoảng độ 300 người. Đi nó kín hết là cái bãi như thế này. Nhưng bây giờ nó có cái công nghệ khai thác cái kia này, nó chỉ cần 10 người thôi. Và năng suất nó cao lắm. Đấy, cứ suốt ngày cứ cạn nước là phải xuống làm. Đây là vỏ này, nó há là nó chết. Mai ngày kia xúc rồi em này, mà nó chết vậy. Nhìn vậy thôi tiền tỷ đấy. Mà nó mà tiếng cứ phải đút tiền vào trong két thì mới biết. Đây là mình cắm tiêu đây, tí là tàu họ vào họ bơm cát vào đây cho mình. Họ bơm cát, ý là nó cái vũng nước này, nó nóng này, con ngao nó chết này. Nó như luộc ấy. Tí là khoảng tầm 9, tầm khoảng cỡ 12 giờ là ngập. Là mình mới được lên lều. Mình mới được lên lều mới về được. Khiếp bão chứ ở đây chỉ khiếp mỗi lắng. Lắng nó đã lắng thì nó lắng nó đã chết thì không còn nữa nào. Kinh nghiệm thì nó rời là ông rời làm, nhưng mình có làm được không? Làm ngoạn được xúc rồi mà và bán được một nửa bãi rồi, nửa bãi rồi nó lại không mua nữa. Sau là trắng tay luôn. Ngao nó yếu họ không bắt. Sau này là hôm sau là đi hết. Thì mới có người ra, còn được bình thường một mình phải trông coi chứ, bởi vì có nhiều cái thôi, đêm hôm nó bất lợi, nó không thuận mấy đâu. Khi nước nó cường thì con ngao nó hay giảm, lại phải bốc,
đấy ban ngày đấy, nắng vậy nắng nữa cũng phải làm, nhiều hôm phải đêm, cả đêm ấy. Cả đêm phải, phải mò mò ở dưới, mò ngao nó dựa trên vây này, phải bốc hết ra. Được cũng không, nhưng mùa này nó mà nắng lên thì cũng rủi ro là lớn lắm. Đi nghề biển đánh bắt ngoài kia khai thác thì không gió rồi. Còn ở trong này nuôi trồng thì nó phụ thuộc tất cả vào thiên nhiên. Nếu thiên nhiên mà ưu đãi cho mình thì mình còn có thể là mình thu hoạch được. Nhưng mà nếu mà thiên nhiên mà khắc nghiệt thì coi như năm đấy là mình hơi thất thu hết. Nó về cơ bản cái con này cái sức đề kháng nó kém. Nhiều người mất hết chỗ cơ nghiệp cũng vì cái con này. Mà nhiều người ta được ta nổi lên cũng vì cái con này. Chu này được đến bây giờ là của mình cũng phải nói là mình cũng phải chịu khó mà lăn lộn với nó. Ngã đâu phải đứng lên tại đó cơ.